rất là cực âm lạnh lẽo, lên được cũng xuống được rất dễ. Và khi bạn theo nghề này thì bạn phải biết chính đạo mà theo và biết tử huyệt nằm ở đâu. Nếu bạn may mắn thì hãy tận dụng khả năng này một cách tự nhiên, không can thiệp tà ma ngoại đạo nhằm không nạp thêm âm lượng theo mình để tránh dần tàn phá đi long khí, dẫn đến dễ bị lãnh đường hậu sau này. Chỉ cần sống thiện, làm việc có tâm, biết cho đi, đường đường chính chính mà tiến, thì dương lực đó sẽ đem lại tính chủ quyền trên mảnh đất cầm quyền của bạn.